Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình, thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2021 các bạn. Thì là ngày đầu tiên mà thành phố Hồ Chí Minh coi như là tháo bỏ cái giãn cách. Đó thì đã khoảng tầm 4 tháng rồi. Ngày hôm nay thì Duy mới vào công ty. Đó thì Duy vào công ty rất là sớm rồi các bạn. Đó bởi vì là ngày hôm nay Duy có hẹn với lại một chú khách hàng của Duy. Đó là bởi vì là chú mua của Duy là một lô xe luôn, thì Duy đã chuẩn bị cái hợp đồng sẵn hết rồi nè. Duy đã chuẩn bị hợp đồng sẵn hết rồi nè. Và bây giờ là Duy chuẩn bị thì đi qua chú để mà chú ký cái hợp đồng cho Duy ha. Đó, các bạn thấy không, hợp đồng của Duy là một sắc rất là nhiều luôn nè. Đó, bởi vì là chú mua cũng rất là nhiều xe các bạn. Ok, bây giờ Duy sẽ để ở đây ha. Và trước khi đi qua bên chú ký hợp đồng các bạn, thì mặc dù là Duy đã chích mũi 2 cách đây khoảng tầm 1 tháng rồi, nhưng mà trước khi đi qua chú thì Duy cũng sẽ test nhanh để mà gửi cho chú coi trước, để mà khi mà qua để cho chú yên tâm gặp Duy các bạn. Thì mặc dù cái này thì chú không có yêu cầu gì hết, nhưng mà Duy sẽ tự test. Đó, thứ nhất là để cho chú yên tâm, bởi vì chú hôm nay cũng lớn tuổi rồi ha, cũng như là khi mà gặp khách hàng các bạn, để cho khách hàng của mình yên tâm đó, thì chắc là Duy phải test ha, dụng cụ test nhanh nè. Duy có mua sẵn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ test nhanh thử nha. Ngày hôm nay thì rất là lâu rồi các bạn mới được vào công ty ha, cho nên là cũng rất là vui. Đó, cũng như là ngày hôm nay Duy đi ký một cái hợp đồng rất là lớn các bạn. Đó, ngày đầu tiên trở lại đi làm, cũng như là đã 4 tháng giãn cách xã hội bạn, mà được ký một cái hợp đồng lớn như vậy thì không còn gì bằng các bạn nha. Đó, đây là cái dụng cụ test nhanh của Hàn Quốc các bạn. Đó, thì gần đây thì mọi người sử dụng cái dụng cụ test này rất là nhiều. Đó, và bây giờ Duy sẽ sử dụng cái que test này. Duy sẽ dùng cái test này, Duy sẽ cho vào mũi để lấy dịch tễ nha. Cái này thì trong khoảng tầm 4 tháng ở Sài Gòn các bạn, thì hầu như là Duy chọc mũi chắc cũng không biết bao nhiêu lần các bạn, khoảng hơn chục lần ha, hơn chục lần đó. Nhưng bây giờ cho nên là cũng quen rồi, các bạn không có sợ nữa. Cái que chọt này các bạn, khi mà các bạn cho vào mũi á, thì chúng ta sẽ cố gắng đưa vào thật là sâu. Khi nào mà chạm cái thành mũi bên trong rồi á, thì chúng ta mới có thể là xoay khoảng tầm 4-5 vòng ha. Đó, sau đó là chúng ta sẽ rút ra và chúng ta sẽ cho vào một cái dung dịch này. Đây, đó, các bạn sẽ cho vào cái dung dịch này, xoay khoảng tầm 10 vòng. Với cái dụng cụ này thì ở cái những cái quầy thuốc các bạn có bán rất là nhiều ha. Thì một cái bộ kit test này nó khoảng đâu đó 130.000 nếu mà chúng ta mua lẻ ha. Đó. Trước khi mà chúng ta rút ra thì Duy sẽ bóp cái này, để cho bóp cái ống này để cho cái nước ở trong cái tăm bông này nó sẽ chảy ra ngoài một phần nữa ha. Đó, và Duy sẽ để lại ở trong cái túi. Lúc nãy là Duy tháo ra. Ok, còn một cái dụng cụ nữa mà Duy quên, một cái nắp đậy. Một cái nắp đậy các bạn. Đó, bây giờ Duy sẽ đậy cái nút này lại ha. Ok, vậy là xong rồi nè nha. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ Duy sẽ cho vào cái dụng cụ để test này 3 giọt nha các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ cho từng giọt vào để cho nó sẽ hút vào cái tăm bông này. Đây. Một giọt. Hai giọt. Đó, các
bạn đợi một chút xíu ha. Thì cái tâm bông nó sẽ đây đó, nó sẽ hút vào nè các bạn nha, những cái dung dịch của chúng ta nè. Và Di cho tim tiếp một giọt số 3. Ok, như vậy là xong ha. Chúng ta sẽ đợi đâu đó chắc cũng khoảng tầm 1 phút thôi, không có lâu các bạn. Cái dụng cụ test nhanh này các bạn thì nó cũng rất là chính xác các bạn. Người ta nói là chính xác từ 50 đến 80% đó cho cái chủng Delta này. Cho nên là hầu như là khi mà các bạn mà test nhanh á, các bạn sẽ thấy dương tính á, thì chắc chắn rồi. Hầu như là chúng ta coi như là PCR lại thì cũng sẽ dương tính thôi. Đó, bởi vì dụng cụ test nhanh này hầu như là bây giờ nó rất là chính xác luôn. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó đã lên vạch này nè các bạn. Đó, nếu mà cái dụng cụ test của chúng ta nó sẽ có một vạch ở chỗ cái chữ C thôi ha, thì đồng nghĩa với việc là âm tính. Đó, còn nếu mà nó sẽ có thêm một vạch ở chỗ chữ T nữa thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ bị dương tính ha. Thì tùy theo cái vạch chữ T đậm hay là nhạt mà thể hiện cái mức độ của virus nó nhiều hay là ít. Đó, bây giờ là coi như là xong rồi đó. Đó, bây giờ Di trên đường bây giờ chuẩn bị sẽ đi qua chú thôi. Đó, và Di sẽ gửi cho chú xem cái này để chú yên tâm. Ok. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên được tháo giãn cách đó các bạn, cho nên là ở Sài Gòn thì xe lưu thông lại cũng khá là đông rồi ha. Đó, các bạn thấy nè, mọi người hầu như là có thể đi làm được rồi nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Xe cộ rất là đông luôn. Coi như là lâu lắm rồi các bạn, là Di mới chạy xe ra ngoài đường đó các bạn. Bởi vì là trong hầu như là 4 tháng nay là Di đều ở nhà hết á, không có đi đâu hết ha. Chỉ có ngày cuối tháng vừa rồi, cuối tháng 9, cuối tháng 8 chứ, thì Di đi chích ngừa thôi, coi như là mới đi ra ngoài đường thôi, hầu như là ở nhà hết ha. Thực ra là ở Sài Gòn á các bạn, là dịch bệnh còn nhiều lắm á, chưa có kiểm soát được đâu đó, nhưng mà bắt buộc thì chính phủ của chúng ta cũng phải là tìm cách để mà khắc phục thôi, cũng như là bây giờ là sống chung với lũ các bạn đó. Thì các bạn biết rồi ha, lockdown 4 tháng ha, hầu như là mọi người đều không có làm ăn được bất kỳ cái gì hết đó, cho nên là rất là áp lực, vừa chống dịch mà vừa phải phục hồi kinh tế nữa. Cho nên là Di nghĩ là các sếp của chúng ta coi như là rất là đau đầu đó, coi như là đến mãi bây giờ thì mới quyết định là tháo bỏ giãn cách nè đó, rất là khó khăn để đưa ra quyết định các bạn. Công ty của chú thì ở quận 3 các bạn đó, thì hiện tại bây giờ Di đang tới đường Võ Thị Sáu rồi, thì sắp tới rồi. Buổi sáng thì Di vào công ty rất là sớm các bạn đó, Di cũng có quay cho các bạn xem ha. Di đi qua gặp chú rồi chú ký hợp đồng cũng như là ra ngân hàng chú thanh toán cho bên Di đó, thì thanh toán xong thì chú qua công ty Di cũng như là xem lại mấy cái xe của chú đó, rồi Di cũng lo tiến hành những cái hồ sơ, những giấy tờ mà hầu như là 4 tháng nay các bạn Di coi như là đều làm việc qua online thôi, cho nên là những giấy tờ bây giờ Di phải soạn lại cũng như là trình ký lại rất là nhiều đó. Thì ngày hôm nay thì các bạn thấy rồi ha,
thì xe nó sẽ về rất là nhiều trong vòng mấy tháng qua luôn đó, và hầu như khách hàng thanh toán thì chỉ về để đây thôi các bạn, không có lấy xe được, cũng như là công an cũng sẽ không có đăng ký xe đó. Thì tại bây giờ thì ở thành phố Hồ Chí Minh đó, các bạn biết rồi ha, 1 tháng 10 hầu như là đã mở lại rất là nhiều những ngành nghề rồi, và trong đó đăng ký xe thì bên Di vẫn bắt đầu luôn đó, cho nên là những cái chiếc xe mà khách hàng đặt trong những tháng vừa rồi thì đã thanh toán, thì bây giờ là bên Di sẽ tiến hành đăng ký xe cũng như là giao xe đó. Các bạn thấy nè, ở đây có rất là nhiều xe ha. Đây là chiếc xe S450 Luxury nè, màu trắng nè, E180 nè các bạn, không màu trắng nè. Còn cái chiếc xe này là GLE 450 đó, thì chiếc xe này chắc là cũng vừa mới về bên Di thôi đó. Các bạn thấy không, xe hiện tại bây giờ đậu rất là ngổn ngang luôn, bởi vì là trong mấy tháng vừa rồi các bạn thì hầu như là nhân viên không có đi làm đó. Mấy anh thì ngày hôm nay chắc là vào trong công ty để mà chuẩn bị sắp xếp xe lại nè. Ở đây thì các bạn thấy có một chiếc xe GLE 450 luôn, GLE luôn các bạn, rất là nhiều xe GLE ha. Đó, còn đây là chiếc xe V250 đó, chiếc xe 7 chỗ nè. Chiếc xe này chắc là đang chuẩn bị giao rồi, cho nên là đã chuẩn bị sạch sẽ cũng như là đã dán phim cách nhiệt rồi nè, các bạn thấy không. Di thì cũng chuẩn bị giao một chiếc xe giống như thế này các bạn à. Thì cái chiếc xe này là chiếc xe dành riêng cho gia đình luôn. Các bạn thấy nè, nó rất là rộng rãi ha. Đó, rất là rộng rãi, rất là đẹp luôn nè. Thực ra là sau mùa dịch này các bạn, thì Duy nghĩ là những anh chị khách hàng của Duy ha, cũng như tất cả mọi người thì đều có muốn là relax cũng như là nghỉ ngơi, bởi vì trong 4 tháng vừa rồi thì hầu như là rất là áp lực ha các bạn, áp lực về dịch bệnh, áp lực về kinh tế, tất cả mọi thứ luôn đó, và quan trọng nhất là áp lực về dịch bệnh đó. Còn đây là cái khoang lái nè các bạn, của chiếc V nè, rất là rộng rãi luôn. Thì cái chiếc xe này là cái chiếc xe dành riêng cho gia đình đó, cho nên là các bạn thấy là hầu như là những cái thiết kế của nó thiết kế làm sao mà cho nó tiện nghi tiện dụng nhất có thể thôi đó. Các bạn thấy là cái kính rất là to ha, nó rất là khác so với những cái dòng xe sedan đó. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là hàng ghế giữa là hai ghế thôi, có những cái chỗ để gác tay nè, nó rất là rộng, chỗ để hành lý rồi để chân nè. Còn cái hàng ghế phía sau này hiện tại thì cái xe đang gặp lại rồi đó. Xe này thì là 7 chỗ các bạn nha. Bây giờ Di sẽ đóng cửa lại nha. Tiếp theo thì Di sẽ cho các bạn xem cái chiếc xe này. Đây là cái chiếc xe GLS nè. Đó, GLS 450 các bạn thấy không? Màu trắng nè, rất là đẹp. Đó, trong đợt này thì bên Di về cũng được một vài xe GLS để giao đến cho quý khách hàng. Đó thì chiếc xe này cũng đã có khách rồi các bạn, có khách đặt hết rồi. Đó, thì bây giờ về để chuẩn bị giao thôi. GLS màu trắng nè, các bạn thấy không, rất là đẹp ha. Ở đây các bạn thấy rất là nhiều những cái xe màu trắng, bởi vì là màu trắng hiện tại là đây là những cái màu mà cực kỳ hot luôn, những cái màu mà hầu như là ai cũng thích màu trắng, chắc chắn bây giờ cái là xu hướng các bạn. Màu đen bây giờ có thể là bán ít hơn màu trắng nữa, trước đây thì màu đen ha, màu đen thì người ta chuộng nhiều, nhưng bây giờ là màu trắng các bạn. Đó, các bạn thấy không, chiếc xe GLS này màu trắng, nội thất là màu kem, rất là đẹp ha. À, hàng ghế sau nè. Thật ra thì với những cái chiếc xe GLS này thì Di cũng đã review rất là kỹ rồi các bạn đó. Ngày hôm nay thì chủ yếu là Di cho các bạn xem tổng quan thôi, cửa sổ trời toàn phần nè, màn che chỉnh điện nè, rất là đẹp ha. GLS thì chúng ta sẽ không còn gì bàn cãi nữa các bạn. Chiếc xe này là cái chiếc xe hot nhất trên thị trường hiện tại bây giờ, với cái giá thì là 5 tỷ đồng thì so với những cái đối thủ thì nó cực kỳ gọi là rẻ luôn các bạn. Nó cực kỳ rẻ luôn, giá nó quá là tốt luôn. Các bạn biết rồi ha, một chiếc xe Land Cruiser bây giờ có giá khoảng 4 tỷ mấy rồi các bạn, giấy tờ xong cũng là 5 tỷ đó. So với lại cái chiếc xe GLS đó thì các bạn ha, chọn chiếc xe nào. Đây là cái chiếc xe GLE nè, các bạn về nội thất thì các bạn sẽ thấy không có khác gì nhiều so với cái chiếc xe GLS hết. Chiếc xe này thì có cái phối màu nội thất màu đen ở bên trong, màu trắng ở bên ngoài. Thực ra đối với chiếc xe GLE các bạn, đây là một cái chiếc xe thuộc một cái phân khúc thì nó ở giữa dòng xe GLC với lại xe GLS.
Đó thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn nói là thêm vào khoảng tầm 500-600 triệu ha thì có thể mua được chiếc xe GOS đó. Nhưng mà thì hai chiếc xe này dành cho hai cái đối tượng khách hàng khác nhau các bạn. Nếu mà những anh chị khách hàng mà đi hàng ngày ha, lái xe hàng ngày và mong muốn một chiếc xe gì đó nó phải cao cấp hơn chiếc xe GLC chẳng hạn, nhưng mà không phải là quá to như chiếc xe GOS, thì cái chiếc xe GOE này đây là một cái lựa chọn nè. Các bạn thấy không? Về cái động cơ, về cái thiết kế bên trong, bên ngoài cũng như là sự rộng rãi của nó thì hầu như cái chiếc xe GOE so với chiếc xe GOS các bạn nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu hết. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè, hai cái chiếc xe này có một cái kiểu dáng coi như là gần như giống nhau, nhưng mà chiếc xe GOE như thấy là nó cá tính hơn một chút xíu các bạn. Nó cá tính hơn rất là nhiều luôn chứ không phải một xíu nữa. Các bạn thấy cái phần đèn nè. Đó, để Di đi sang bên đây một chút xíu nữa, Di sẽ cho các bạn xem. Ngày hôm nay thì có dịp là để cạnh hai chiếc xe GOE và GOS với nhau cho các bạn xem nè. Đó, về cái phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là các chiếc xe GOS đó, sẽ được thiết kế hầu như là bầu. Đó, các bạn thấy không? Ngoài ra thì cái lưới tản nhiệt của cái xe GOS đó, thì là hai cái thanh nan với logo to ở giữa. Còn đối với cái chiếc xe GOE á, các bạn sẽ thấy nè, cái đèn nó góc cạnh hơn các bạn thấy không? Đó, nó sẽ thiết kế nhọn hơn ở phần này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần đèn nó được thiết kế coi như là cá tính hơn hả? Cá tính hơn cũng như là hai cái mí led này các bạn. Hai cái mí led này ha, nhìn nó ngầu hơn các bạn ha. Đó, ngoài ra thì cái lưới tản nhiệt của chiếc xe GOE á, là lưới tản nhiệt dạng một nan. Đó, và có cái lưới tản nhiệt là các dạng viên kim cương. Đó, rất là hay. Ngoài ra thì cái phần cản dưới của hai chiếc xe này thì các bạn sẽ thấy nó cũng gần như là giống nhau. Đó, bởi vì đây là cái thiết kế của AMG nè. Cái mâm xe của bạn thấy cũng gần giống nhau nè. Nhưng mà đối với cái mâm của xe GOE á, thì nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Nhỏ hơn một chút xíu. Đó, 275/50R20. Có nghĩa là cái mâm của chúng ta là mâm 20 inch. 20 inch. Nhưng mà đối với cái chiếc xe GOS thì Di cho các bạn xem nè, GOS là mâm 21 inch các bạn nha. Nó sẽ to hơn 1 inch. Đó, cũng không đáng kể đâu. Đó, nhưng mà hai cái chiếc xe này các bạn thấy nha, xe nào cũng đẹp hơn, rất là cá tính luôn. À, hai chiếc xe này sử dụng cùng một động cơ với nhau luôn các bạn nha. Ok, thì Di sẽ có một cái clip mà so sánh cũng như là quay thật là kỹ hai cái chiếc xe này GOE và GOS cho các bạn xem ha. Đó, ngày hôm nay thì Di sẽ cho các bạn xem tổng thể thôi. Đó, ở đây thì có cái chiếc xe S450 ha. Chiếc xe này quá quen thuộc với các bạn rồi, bởi vì là cái chiếc xe này là một cái chiếc xe mà có thể nói là cực kỳ đặc biệt của Mercedes-Benz Việt Nam. Đó, bởi vì là các bạn biết rồi, S-Class thì chỉ sản xuất ở một nơi trên thế giới là Đức thôi, nhưng mà Việt Nam mình là nước thứ hai sau Đức được lắp ráp chiếc xe S450 này. Đó, và chiếc xe này thì năm 2015 tới mãi bây giờ luôn các bạn, không có đối thủ ở thị trường Việt Nam. Đây là cái chiếc xe mà C180 nè các bạn, màu đỏ nè. Cái chiếc xe này thì bên Di vẫn đang còn chạy cái chương trình rất đặc biệt cho nó ha. Các bạn chỉ thanh toán là 20% giá trị xe, tương đương với 300 triệu cũng như là thanh toán mỗi tháng là 1,8 triệu đồng thôi. Đó, nhưng mà các bạn nhanh lên nha, bởi vì là số lượng xe nó cũng không còn nhiều đâu. Ok, bây giờ Di sẽ đi lên lầu cho các bạn xem, ở trên lầu còn rất là nhiều xe nữa. Và đây là trên tầng 2 của phòng trưng bày các bạn nha. Đó, rất là nhiều xe luôn ha. GLC nè, GLC 300 nè, GLC 200 Formatic nè, E180 nè các bạn. Đó, rất là đẹp nè. Đó, đặc biệt là Di cực kỳ thích cái chiếc xe E180 này, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì mới ra cách đây khoảng tầm 4 tháng nay các bạn, trước dịch ha. Rất là đẹp ha, chiếc xe này Di đã quay review rất nhiều rồi. Đó, ngày hôm nay thì chiếc xe trưng bày đang là màu đen, nội thất đen nữa, cho nên nhìn rất là ngầu luôn ha. Còn đây là cái chiếc xe E200 Exclusive nè, màu đen nè. Wow, coi như là 4 tháng nay các bạn thì Di mới được nhìn lại những cái chiếc xe Mercedes-Benz các bạn. Cho nên là một điều là những chiếc xe này giống như mình lâu quá mình mới nhìn lại, cho nên là mình thấy nó cực kỳ ấn tượng luôn các bạn. Thực ra thì hàng ngày thì Di đã trước dịch thì hàng ngày ngày nào mình cũng gặp nó, mình cảm thấy nó là bình thường ha. Nhưng mà 4 tháng nay rồi Di mới có dịp là được coi như là gặp nó lần nữa, cho nên là Di thấy nó cũng rất là đặc biệt luôn. Nhìn rất là đẹp các bạn, nhìn xe nào cũng thấy thích hết. À, đây là cái E300 AMG ha. Đó, E300 AMG Di cũng đã quay rất là nhiều rồi. À, đây là cái nội thất màu nâu này các bạn, đẹp lắm.
Đó, các bạn thấy không? Quá đẹp luôn các bạn. Buổi tối thì đèn viền nội thất nữa nó lên, để Di mở cái đèn viền nội thất lên cho các bạn xem. Đó. Màu đen, nội thất nâu ha, da nắp 3 các bạn nha. Vô lăng của nó nè. Wow, E300 AMG. Không còn gì để nói nữa các bạn. Quá đã. Ok, wow, đây là một cái chiếc xe mà chưa bao giờ Di quay ở trên kênh của Di các bạn. Mercedes-Benz GLE 53 AMG. Đó, các bạn thấy phía sau, các bạn thấy là chịu chơi chưa? Đúng chất chơi luôn các bạn ơi. Đó, hai cái bô kép, hai cái bô kép hai bên đối xứng nè. Wow, quá là đẹp luôn. Bây giờ Di sẽ, lần đầu tiên Di thấy cái chiếc xe này của bạn nha. Lần đầu tiên Di thấy luôn á, tại vì là trước đây, là trước dịch á, thì cái xe GLE 53 này nó chưa về showroom bên Di. Đó thì mãi bây giờ thì Di mới lên showroom là Di mới thấy nè. Wow, wow, quá đẹp các bạn ơi. Quá là ngầu luôn nè. Các bạn thấy không? Ồ, lưới tản nhiệt sọc đứng nè các bạn. Wow. Để Di cho các bạn xem coi cái phần nội thất của nó như thế nào nha. Wow, nội thất màu đỏ. Wow, quá đẹp các bạn ơi. Ta lái của nó nè, bọc da da lộn nè, có những cái núm điều chỉnh nè. Chắc chắn rồi các bạn, ngày mai Di sẽ quay review cái xe này cho các bạn xem. Wow, quá là đẹp luôn. Cái tiếng máy của chiếc xe này Di nghĩ chắc cũng là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ lên ngồi nổ máy thử các bạn nha. Wow, cái ghế này là nó sử dụng chất liệu da nắp 3 các bạn. Đó, da nắp 3 nè, chỗ này luôn nè, rất là mềm. Cái vô lăng là các bạn thấy là chịu chơi rồi nè, thấy không? Cái vô lăng của nó rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay thì do là Di tự quay các bạn, cho nên là nó sẽ không có được đẹp ha. Bây giờ Di sẽ nổ máy lên đây các bạn xem nè. Wow, cái tiếng máy nghe sướng lắm các bạn. Tại vì giảm máy lạnh lại. Đó, các bạn thấy không? Đó. Chắc là các bạn sẽ nghe rất là khó nè. Đó. Nè, các bạn thấy màn hình nè. Wow, đẹp ghê không? Màn hình này thì nó chỉ có những cái chiếc xe AMG thôi các bạn, nó mới có cái giao diện này. Các bạn thấy không? Trên xe GLE 450 hoặc là xe GLS 450 thì các bạn cũng sẽ không có cái màn hình này đâu. Cái giao diện này dành cho những cái chiếc xe AMG nè. Các bạn thấy không? Quá là đẹp luôn. Vô lăng cũng vậy các bạn. Vô lăng đúng chất chơi luôn nè. Ở đây có cái logo của AMG nè ha. Những cái núm chỉnh nè. Thay vì là đối với những cái chiếc xe GLE 450 thông thường á thì sẽ có một cái núm chỉnh là Dynamic ở nằm ở chỗ này nè, Dynamic ở chỗ này thôi. Nhưng mà đối với cái xe GLE 53, bởi vì đây là cái dòng xe đặc trưng của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy nè, có cái núm chỉnh ở đây nè ha. Nó giống như trên chiếc xe CTR các bạn. Ở đây cũng vậy nè. Chế độ phục nè, Comfort nè, Sport nè, Sport cộng nè. Đó, các bạn thấy phục không? Khi mà chúng ta chọn những chế độ này thì phục nó sẽ cứng hơn hoặc là mềm hơn. Đó, bởi vì đây là cái chiếc xe nó sử dụng hệ thống trail của AMG luôn. AMG gọi là hệ thống trail đặc biệt luôn các bạn. Đó. Chỗ này thì hệ thống cân bằng điện tử chúng ta có thể tắt mở nè. Nhưng mà hệ thống cân bằng điện tử này thì trong những trường hợp mà chúng ta lái trên đường đua để grip xe này nọ ha, thì chúng ta mới tắt nó. Chứ bình thường thì xe chúng ta nên bật cái chế độ cân bằng điện tử. Ngoài ra thì Di nghĩ là ở cái khu vực giải trí này thì nó cũng sẽ giống như GLE 450 hoặc là đối với GLS thôi. Đó, nhưng mà đối với cái chiếc xe mà GLE 53 AMG này thì Di sẽ quay thật là kỹ cho các bạn xem ha. Bởi vì chiếc xe này nó quá là đẹp, rất là nhiều thứ để nói luôn. Di nghĩ là ngồi ở sau vô lăng của chiếc xe này mà lái trên đường các bạn thì không còn gì để nói nữa các bạn nha. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Để Di cho các bạn xem cái tem ở ngoài đây nè. Cái chiếc xe này do là mới về cho nên là còn rất là nhiều những cái giấy tờ ha. Xe bọc lại tùm lum hết các bạn không thấy rõ được. Bởi vì đây là thiết kế của kiểu dáng của chiếc xe coupe các bạn thấy phần đuôi xe nè. Đó, nó sẽ khác với cái xe GLE 450 ở dưới mà nãy Di cho các bạn xem. Đó, đây.
Đây là những cái giấy tờ khi mà chúng ta chuyển xe về nè các bạn, nằm ở đây nè, số win của xe nè ha. Đó, những cái code này nọ thì mình Di cũng không có gặp nó mấy cái này, chỉ biết là cái có cái số khung của xe nằm ở đây thôi. À. Ok không? Tuyệt vời. Ở đây nó có chữ là Turbo Formatic cộng luôn các bạn nha. Cái này không phải là Formatic thông thường nữa mà là Formatic Plus. Thì cái Formatic Plus nó sẽ khác gì so với lại cái Formatic thông thường các bạn? Đối với cái Formatic thông thường á, thì cái tỷ số truyền của cái chiếc xe á, nó sẽ phân bố là ở phía sau chẳng hạn như là 55, ở phía trước là 45. Thì phía trước và phía sau ấy, thì thông thường nó sẽ là như là cố định luôn. Nhưng đối với cái hệ thống Formatic cộng này, trong những cái trường hợp mà đặc biệt đó, thì có thể là tỷ số truyền ở phía trước là 0, ở phía sau là 100, hoặc là nó sẽ biến thiên liên tục luôn các bạn. Đó, đó là một cái đặc trưng của cái Formatic cộng nè. Nó sẽ thông minh hơn so với hệ thống Formatic thông thường nữa. Nó làm việc hiệu quả nhiều hơn các bạn nha. Đó, đây là cái cản của AMG nè, các bạn thấy nè, ngầu ghê không? Quá là ngầu luôn. Chiếc xe này là cái xe màu đen nội thất đỏ nữa các bạn. Đúng chất chơi luôn các bạn. Còn đây là cái xe GLS 450. 450 này thì Di đã có cho các bạn xem rất là nhiều. À, đây nè. Cái xe GLS màu xanh nè các bạn. Chắc là lần đầu tiên Di sẽ quay cái chiếc xe này với cái màu xanh này. Bởi vì là từ trước tới giờ các bạn, thì cái xe GLS này nó sẽ về màu trắng, màu đen hoặc là màu đỏ thôi, các bạn đã xem rồi, màu xanh thôi, màu xanh dương á. Nhưng mà có thể nói đây là cái lô đầu tiên mà Di đem về, bên Di đem về cái chiếc xe GLS với cái màu xanh này, màu xanh ngọc lục bảo đó. Với cái màu xanh này thì các bạn sẽ thấy nè, nó rất là đẹp nè, rất là đặc biệt luôn nè. Đó, thì cái chiếc xe này là của khách hàng của Di đó, thì Di chắc là cũng là chuẩn bị đăng ký xe cũng như là giao xe rồi cái chiếc xe này. Đó, thì trong cái đợt này thì Di chỉ có một chiếc xe GLS màu xanh này để giao thôi các bạn. Đó, mình có một xe để giao thôi chứ không có nhiều. Đây là cái chiếc xe demo của bên Di. Ok, rất là nhiều xe ha. Đó, rất là nhiều xe để ở đây luôn nè. Chắc là trên lầu còn một tầng nữa các bạn. Để sẵn Di lên trên lầu Di xem luôn ha. Bây giờ coi những cái lượng xe mà khách hàng đã đặt xe rồi nhà máy giao về á, nó sẽ nhiều như thế nào cho các bạn xem. Đó, rất là nhiều nhiều xe luôn. Nhưng mà Di nghĩ là trong chiếc này thì Di chuẩn bị giao luôn rồi. V250 nè, màu đen nè. Nội thất đen nè. Chiếc này thì Di chuẩn bị giao rồi. Chắc vài ngày nữa thôi. Khu vực ở dưới các bạn là cái khu vực mà trưng bày dành cho khách hàng xem xe, nhưng mà do là cái lượng xe nhiều quá các bạn, thì Di phải là bên Di phải để lên trên này nữa. Các bạn thấy nè, quá trời luôn, quá là nhiều luôn các bạn nha. Đó, thì khi mà những cái chiếc xe mà bên Di ở giao ở dưới mà trống hết rồi các bạn, thì bắt đầu là di chuyển xuống dưới thôi. Đó, quá trời nhiều xe luôn, bởi vì hầu như là trong 4 tháng nay thì bên Di hầu như không có giao xe được các bạn. Những anh chị khách hàng đặt xe thì thanh toán ở để đó đâu mà. À, ok. Thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Đó, thì rất là cảm ơn tất cả những anh chị và các bạn ha, trong cái thời gian qua đã luôn theo dõi Di cũng như là ủng hộ Di. Đó, thì một lần nữa Di xin chúc cho tất cả các anh chị và các bạn ha, và gia đình của chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui các bạn. Có sức khỏe có tất cả rồi. Ok, thì thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di. Và số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha.